Chuyển sang ghi nhận tại huyện Long Điền. Đoàn công tác huyện ủy Long Điền đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tam Phước về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhất là những tháng cuối năm. Báo cáo với đoàn công tác huyện ủy, Đảng ủy xã Tam Phước cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã hơn 257% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn chỉ đạt hơn 60% kế hoạch. Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa chuyển biến tích cực, chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác phát triển đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng của Đảng ủy xã Tam Phước từ đầu năm 2022 đến nay, lãnh đạo huyện ủy Long Điền đề nghị trong những tháng còn lại của năm nay, xã tập trung triển khai các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Trong đó tăng cường công tác khuyến nông, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy về giảm nghèo, chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.